trong thành phố nọ có rất nhiều tân nương liên tiếp mất mạng mọi người nghi ngờ nhị tiểu thư bị những tân nương đã chết bắt đi tướng quân sáng mai sẽ đến đón dâu nếu không thấy nhị tiểu thư cả thành phố này đừng hòng sống nữa lạc nhi đi chơi trở về liền hỏi vi sĩ thành sao không đón cô lạc nhi tìm tới anh thì bắt gặp anh lợi dụng việc chụp ảnh để tiếp xúc với cô gái khác nếu anh thích cô thì có thể trực tiếp nói không cần dùng mấy trò phong lưu này để thử cô dù sao anh chỉ là tiên sinh dạy tiếng anh không có danh tiếng ở vân kinh có người thông báo với đại tiểu thư có người dẫn binh bao vây phủ tommy về kịp lúc trên đường về cô biết được đây là hạ tướng quân vừa chiếm được ly thành tommy xuống chào hỏi không biết hạ tướng quân tới đây vì chuyện gì tommy chủ động bắt tay với hạ tướng quân anh nắm chặt tay cô tô phu nhân mời hạ kính yêu vào trong mục đích của anh là đến cầu thân với nhị tiểu thư 18 năm trước tô bá bá đã lập hôn ước với gia phụ khi nhị tiểu thư tô lạc tròn 18 tuổi sẽ gả vào hạ gia tô lạc đứng ngoài nghe mọi chuyện cô không thèm chạy đi Tô phu nhân và Tommy giải thích chưa từng nghe chuyện này, cha cô đã qua đời sớm nên cô không biết. Hạ Kính yêu ra lệnh cho người đưa tờ giấy hôn ước. Tô phu nhân đã khẳng định chữ của lão gia. Thời đại tự do, Hạ tướng quân đi học từ nước ngoài trở về chắc sẽ không coi trọng giấy đính hôn này. Nhị tiểu thư có cốt cách khuyên quốc, kết hôn với cô ấy là phúc phần của tôi. Tommy thấy em gái cô còn nhỏ tuổi, tính tình tùy hứng, kiêu ngạo, sợ sẽ không xứng với Hạ tướng quân đây. Thành bán nguyệt sớm do anh tiếp quản. Vì nghĩa tình gia phụ niệm tình nghĩa xưa với Tô Bá Bá mới không đuổi người dân ra khỏi thành. Ý của anh nếu không đồng ý gả thì sẽ thu lại quyền quản lý của Tô gia với thành Bán Nguyệt. Tô phu nhân ra lệnh tiễn khách, bà không muốn con gái còn nhỏ bị gả xa. Tất cả binh lính chĩa súng vào họ. Tommy đứng lên nói cô sẽ gả thay em gái. Vi Sĩ Đình vào ngăn cản, Lạc Nhi ngạc nhiên khi thấy anh ta bảo vệ chị gái. Hạ Kính yêu muốn hôn ước với Nhị tiểu thư vào 10 ngày sau. Vi Sĩ Đình nắm tay Tommy đi thì Hạ Kính yêu lấy súng cản lại. Đại tiểu thư vẫn chưa trả lời hôn ước vào 10 ngày nữa. Lạc Nhi quyết định sẽ gả, Hạ Kính Nghiêu khen cô sáng suốt, ra lệnh thu đội. Có người báo cho đại tiểu thư có người chết ở bến tàu. Tommy cùng Hạ Kính Nghiêu ra hiện trường tìm hiểu, cô khẳng định đây không phải người trong thành, người này cô chưa từng gặp, lòng bàn tay không có vết chai do kéo thuyền nhiều năm, chứng tỏ không phải người đi biển. Tommy hoài nghi là người của Hạ Kính Nghiêu, vì trước khi tướng quân tới chưa từng xảy ra vụ án chết người, anh cho người đem thi thể xem xét kỹ lưỡng để cho Tô đại tiểu thư một lời giải thích. Từ xa xưa chuyện hôn lễ của Tô gia đều phải do gia chủ của gia tộc quyết định. Nếu tướng quân muốn cưới em gái cô thì phải bàn bạc với gia tộc Tô gia. Lạc Nhi muốn Vi Sĩ Đình giải thích tại sao cô lấy Hạ Kính yêu anh lại khen anh ta tốt. Tối hôm đó, Tô phu nhân bắt Mi Nhi quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Cô phải luôn nhớ mình là gia chủ của Tô gia, phải luôn nghĩ đến những người thân yêu. Mọi việc đều có âm mưu sâu xa, cùng chia sẻ vinh nhục của Tô gia. Không được phép bận tâm vào chuyện nữ nhi tư tình, đó là phạm điều cấm kỵ lớn. Mini khẳng định cô và anh Vi chỉ là bạn bè. Cô có kế hoạch hoàn hảo, nhất định không để Lạc Nhi cưới người em ấy không yêu. Được biết sau khi Tô Khởi qua đời đã để lại trong thành bán nguyệt một kho báu khổng lồ. Lẽ nào Tommy tìm mọi cách từ chối cuộc hôn nhân là vì kho báu đang nằm ở Tô phủ? Nghe đồn đại tiểu thư hiền lành yếu đuối nhưng Hạ Kính yêu thấy cô ta điềm tĩnh sắc sảo. Mini mở cánh cửa bí mật, dưới bàn cờ là một lá thư, cô đem đốt nó. Bên này, Hạ Kính yêu và Tử Tu đến mộ Tô Khởi có người ra cầm dao đâm hạ kính nghiêu thì bị anh đánh lại rút dao đâm vào tay tên kia người này có hình xăm giống người đã chết ở bến tàu tommy đi đến thì xém bị đâm may nhờ hạ kính nghiêu bảo vệ cô tommy muốn anh giải thích khuya đến thăm mộ cha cô làm gì anh chỉ đi dạo thì nghe có tiếng động nên đến điều tra thấy tommy tỏ ra bình tĩnh như vậy chẳng lẽ cô đã biết trước thân phận của người mặt đồ đen mười năm trước cha cô qua đời vì tai nạn trên biển cô không còn lựa chọn ngoài việc làm ngôi mộ này Vậy mà những người có chủ ý chống lại cha cô không muốn bỏ qua nơi này. Cô hỏi anh thấy thành bán nguyệt thế nào? Nhộn nhịp nhưng yên bình, có nhiều phong tục thú vị. Mục đích hạ kính yêu đến thành bán nguyệt ra sao thì cô không cần hỏi nhiều. Nhưng nơi đây không có thứ anh muốn. Thành bán nguyệt và tô ra đối với cô rất quan trọng. Cô sẽ không để ai làm tổn thương họ. Tommy muốn bắt tay nhưng hạ kính yêu rời đi. Anh muốn của phụ em gái chứng bị hôn lễ tốt. Lạc nhi giận vi sĩ đình không đến học nữa. Nếu anh thích chị cô một lòng một dạ thì đừng đến trêu cô làm gì anh khẳng định anh và chị cô chỉ là bạn thân nếu lạc nhi không học hành tiến bộ thì chị cô sẽ sa thải anh mất cô học rất tiến bộ kêu anh hãy kiểm tra cô liền lạc nhi đọc bài thơ tình yêu vĩnh cửu như một lời tỏ tình cô dành cho anh mini không thích vi sĩ đình cô khẳng định với em gái hai người không có chút tình cảm nam nữ nào lạc nhi thật sự không muốn gả cho hạ tướng quân nên mới tức giận như vậy mini hứa sẽ nghĩ cách giúp em gái có người đang điều tra mộ của tô khởi an không hề phát hiện dây chuyền bán nguyệt cho người tiếp tục tìm kiếm các mật thất trong thành phố nhưng hạ kính yêu còn ở đây họ không dễ hành động từ tu thắc mắc tối qua anh có thể bắt hết những người áo đen sao anh lại thả chúng đi hạ kính yêu muốn nước của thành bán nguyệt càng đục càng tốt tô thị trong 10 năm không có liên hệ gì với chị em họ tô tô khởi bình tại sao vì hôn sự của tô lạc mà tới tô khởi bình đến chào hỏi hạ tướng quân cùng con gái ông là tô tuyết mới từ nước ngoài về hai chị em với mi nhi nhớ ngày xưa họ đã đuổi nhà cô ra khỏi tô ra cha cô mất mạng trên biển mẹ cô cũng không sinh được con trai nên gia sản sẽ không lấy được gì hết vì tình cô theo an nhiều năm nên sẽ đưa họ đến thành bán nguyệt sống mini nhắc nhở em gái nhớ tuy cùng chung họ tô nhưng không đội trời chung với họ đã 10 năm không gặp tô khởi bình khen mini và lạc nhi đều đã xinh đẹp ông kêu lạc nhi lại gần để nhìn kỹ hơn cô lấy cốc nước cố tình làm đổ lên người ông hạ kính yêu nói thẳng vấn đề muốn bàn chuyện hôn sự với nhị tiểu thư nhưng ông không thể đồng ý cho cuộc hôn sự này không phải không nể mặt hạ ra mà tô ra có tổ huấn phải có trật tự lớn nhỏ trưởng nữ chưa kết hôn thì em gái không được gả. À? Vậy ông muốn đối đầu với hạ ra sao? Tô Khởi Bình chối bỏ không nhắc tới chuyện này. Ông đi đường vất vả nên chỉ muốn nghỉ ngơi. Năm đó Tô Khởi Bình đã cướp hết tài sản của Tô Gia, giờ còn sợ chị em Tô Gia lợi dụng thế lực hạ ra ngóc đầu trở lại. Hạ Kính Yêu biết ý của ông ấy muốn tặng con gái ông cho anh. Những người mặc đồ đen và người bị nỏ bắn chết ở bến tàu đều được Tô Khởi Bình phái đi tìm vòng cổ bán nguyệt. Tô Khởi Bình hỏi con gái mình thấy ý tứ của Tô Lạc, mối quan hệ giữa cô ta và Hạ Kính Yêu là gì, Sao lại muốn cầu thân? Vi Sĩ Đình đang có âm mưu gì đó trong phòng, Lạc Nhi tới anh liền nhanh tay kéo màn che lại. Cô thông báo người trong gia tộc không đồng ý hôn sự với Hạ gia, anh yên tâm vì cô và chị sẽ không được gả. À? Vi Sĩ Đình muốn cô hiểu ngày hôm đó anh ra mặt là vì coi chị cô là bạn thân, lo lắng vì lợi ích của gia đình. Anh tiến lại gần Lạc Nhi thì cô ấy né tránh, cô muốn anh tiếp tục ở phủ dạy ngoại ngữ cho cô. Cô nói mình không thích anh, vì anh đồng ý cho cô kết hôn với Hạ tướng quân nên cô mới giận hạ kính yêu đang thay áo trong phòng thì có người rình gặp phía sau cô ta chạy ngang thì anh chặn lại cởi lớp phải che mặt cô ra thì ra là mini anh trói tay cô lại cô muốn điều tra vì sao đêm qua anh có hành động bí ẩn trước mộ cha cô nếu anh không thẳng thắng đương nhiên cô tự mình điều tra anh nghi ngờ cô là người của nguyệt thực thì cô chối bỏ mình chưa từng nghe đến hạ kính yêu vừa cởi trói cho cô thì cô lấy súng chĩa vào anh hạ kính yêu nói trong súng cô không có đạn anh giật bắn vào cửa sổ thì bể kính con gái tô khởi bình tới hỏi lạc nhi làm cách nào có được đơn đặt hàng trong thành cô ấy đang kể công thì bị lạc nhi hất nước vào mặt đuổi ra ngoài mini nói thật lý do cô tới đây là để tìm hiểu mục đích tướng quân muốn ép hôn có liên quan tới cha cô không đáng tiếc tướng quân quá cẩn thận nên không tìm thấy gì mini xin anh từ bỏ hôn ước tha cho lạc nhi ngoài trời mưa to hạ kính yêu sai người đem dù cho mini nghe tin ở phía nam công thành tại bến tàu có người chết mini và hạ kính yêu đều tới hiện trường thi thể là một tân nương Mini đề nghị giữ bí mật để không gây hoang mang cho mọi người, ý của cô muốn hợp lực với anh điều tra vụ án, còn lễ đính hôn có thể xin anh hoãn lại vài ngày. Anh thấy yêu cầu của Mini khá nhiều nên kêu Từ Tu tiễn cô về. Sáng hôm sau, Tô Tuyết khóc lóc trước mặt mọi người vì bị Lạc Nhi tạt cốc trà vào mặt, còn thái độ với cô. Mini kêu em gái xin lỗi thì Lạc Nhi không đồng ý, rõ ràng cô ta muốn có quyền quản lý thành bán nguyệt của chị em cô. Tô phu nhân bảo con gái hãy giải quyết chuyện này cho thỏa đáng, đừng để người khác nghĩ mình chiếm lợi thế. Tô Khởi Bình đề cập tới thành bán nguyệt vốn là tài sản của Tô gia thì sao phải tranh giành? Mini nhắc 10 năm trước bác đã đưa mẹ cô khế đất của thành bán nguyệt. Bây giờ bác nói của bác thì phải có bằng chứng pháp lý. Ông nói chỉ đưa khế đất cho mẹ con cô ở chứ không phải bảo cô quản lý việc buôn bán. Nhà cô đã sớm tách khỏi gia tộc từ lâu, hai cha con Tô Khởi Bình tức giận bỏ đi. Ông khuyên con gái mình nên tiếp xúc nhiều với hạ tướng quân, không cần bận tâm chuyện khác. Lạc Nhi lén vào phòng vi sĩ đình thì thấy những tấm ảnh anh chụp tân nương bị chết trên thuyền vi sĩ đình đang uống trà ở ngoài thì mi nhi đến cô cảnh cáo anh không được đụng vào em gái cô em ấy có tâm hồn trong sáng lạc nhi thấy hai người nói chuyện cười vui cô nghĩ chị mình và anh ấy thật sự tâm đầu ý hợp tử tu đã điều tra gần đây không có hôn lễ nào hay báo cáo về phụ nữ mất tích trong thành tối qua người dân ở nhà chú mưa sẽ khó có nhân chứng và tìm ra hung thủ anh đã tìm kỷ mà vẫn chưa thấy lối đi hay căn phòng bí mật đề cập trong tin tức nguyệt thực anh đoán căn phòng bí mật nằm trong tô phủ hạ kính yêu ăn mặc chỉnh tề đến tìm mi nhi anh cố tình đến bên kệ sách để tìm coi có căn phòng bí mật không. Mini bình tĩnh đem trà mời anh, anh thắc mắc sao lại lại đọc cuốn sách được xuất bản 8 năm trước. Khi chưa có tuyến đường biển ở thành bán nguyệt thì cô đã có kế hoạch. Lúc đó cô mới bắt đầu học quản trị kinh doanh, muốn mở rộng đường biển đi mọi hướng. Thì thành bán nguyệt sẽ có cơ hội chiếm giữ vị trí trên tuyến đường Bắc Nam nên cô mới học những kiến thức về đường biển. Anh mong cô ra mặt tìm vài người xác minh xem trong thành có người phụ nữ nào mất tích không. Hai người cùng ra bến tàu nơi hiện trường vụ án, họ nhìn thấy một ông lão núp sau liền chặn lại chưa hỏi tới mà ông ấy liên tục nói không phải ông giết vào ngày đông chí 10 năm trước bến tàu này đã có một tân nương chết giống như tối qua cũng chết trên con tàu cũ năm đó người chết tên là bích vân sau đó ông cường dẫn hai người tới nơi bích vân từng ở rồi ông rời đi mini trẹo chân suýt ngã may là hạ kính yêu nắm cô lại hai người nhìn nhau đám đuối có vật gì đó lăn qua làm cô hoảng sợ va vào người anh cô đề nghị sáng mai hãy quay lại điều tra nhưng anh vẫn vào mở cửa ra nhớ lại chuyện chú cường kể trong đêm tân hôn sau khi bái đường thì cô ấy đã biến mất một cách bí ẩn. Cô thấy có quyển sách gì đó trên bàn, bỗng nhiên cửa đóng lại, có người khóa ở ngoài. Hai người tìm cách ra ngoài thì ngả vào nhau. Hạ Kính Nghiêu sợ bóng tối, cô đưa đèn cho anh cầm, anh nhớ lại lúc nhỏ đã xảy ra trường hợp như vậy. Hai người cùng nhau đập cửa ra ngoài thành công, cô khó thấy tướng quân cũng có lúc nhếch nhác như vậy. Trên đường trở về, Mini nghe nói có một loại bệnh khi bước vào không gian ngột ngạt liền phát tán. Anh chặn lời nói mong cô giữ bí mật chuyện hôm nay giúp anh. Cô hứa sẽ giữ lời, còn chỉ anh huyệt lao cung trên bàn tay nếu gặp chuyện hoảng loạn hãy nhấn vào tử tu thông báo bến tàu lại phát hiện thi thể của một tân nương nữa mini tới thì cha con tô khởi bình đã trách cô may mà có ông nếu không sẽ hoảng loạn ông trách con gái quản lý việc nhà sẽ hỏng việc hạ kính yêu liền nói cô ấy bên cạnh anh khiến ông ta nín họng thấy sắc mặt lý quản gia kém mini liền hỏi thì ông trả lời không có gì Tô Tuyết hỏi cha mai là ngày rỗ của chú Hải đúng thời điểm lại xảy ra chuyện không may. Tô Khởi Bình sai lý quản gia tìm hiểu Mi Nhi và Hạ Kính Nghiêu tối nay đã đi đâu. Hạ Kính Nghiêu đi tới đưa cho Mi Nhi khăn để lau mặt dính bụi. Cô trách sao anh không nói sớm. Chuyện vụ án này có liên quan đến Bích Vân. Hung thủ đã tránh được lính tuần tra và sắp xếp hiện trường, chứng tỏ hắn rất quen thuộc với địa hình của thành Bán Nguyệt. Thấy Mi Nhi bị thương vì lúc nãy giúp anh, Hạ Kính Nghiêu nhẹ nhàng tha thuốc cho cô. Mi Nhi nói nếu anh muốn cảm ơn cô thì có thể nhanh chóng rút quân, khôi phục lại bình yên cho thành Bán Nguyệt. Anh hỏi vì sao cô biết huyệt lao cung có thể chữa bệnh của anh. Mini nhớ tới cha cô ngày xưa đã dạy cô điều này, khi không có ông bên cạnh cô sẽ là người con gái dũng cảm. Anh và Tử Tu thấy cô là người điềm đạm, trong tay có nhiều thủ đoạn mới có thể quản lý thành bán nguyệt. Hạ Kính Nghiêu đề cập tới cô gái ngày xưa đã cứu anh khỏi bọn bắt cóc, chăm sóc anh chu đáo. Sau đó em ấy và gia đình chuyển đi, anh còn chưa biết tên thật của cô. Cô gái tiểu cửu đó đáng yêu, hoạt bát lương thiện nhanh nhẹn. Nhìn Mini thì tính cách hoàn toàn trái ngược với em ấy. Người hầu thông báo cho Lạc Nhi đêm qua có một tân nương mặc váy cưới màu đỏ chết trên thuyền. Dặn dò cô không được tùy tiện ra ngoài, Lạc Nhi liền nghĩ tới những tấm ảnh trong phòng Vi Sĩ Đình. Mini thông báo cho Vi Sĩ Đình cá đã cắn câu, chính là Lý Quản gia chuyện này có liên quan đến Tô Khởi Bình. Nhớ lại đêm hôm đó hai người đang tìm người đã giết chị Vi Sĩ Đình, thì ra anh là người đã giết người đàn ông rồi ném xác ở bến tàu. Mini muốn hợp tác với anh là trả thù cho cha, bảo vệ người dân trong thành chứ không phải để anh giết người vô tội. Bên ngoài Lạc Nhi vào tới phòng Vi Sĩ Đình anh và Mini đã nhanh chóng trốn cô. Cô vén màn nơi để những bức ảnh nhìn một lúc rồi rời đi. Mini đã bảo vệ em gái Chu Toàn, không để cô ấy dính bẩn dù chỉ một chút. Sau này cô ấy biết liệu có cảm kích chị mình. Cô đề nghị anh khi xong việc thì đừng tìm gặp em gái cô nữa. Bên này, tử tu điều tra hai tân nương chết vì những nguyên nhân khác nhau. Một người vì ngạt thở do đuối nước, người còn lại là tự kết liễu mình. Không thể xác định liệu hung thủ có cùng một người không. Mẹ con Mini và cha con Tô Khởi Bình cùng đến mộ thăm Tô Khởi An. Tô Khởi Bình hứa sẽ chăm sóc mẹ con họ thay em mình, vừa nói dứt câu thì trời gió to làm tắt hai ngọn nến. Ông cầm hột quẹt lên đốt lại nhưng không cháy. Hạ Kính Yêu cũng đến đứng sau nhìn mọi chuyện, Tử Tu thông báo đã điều tra mọi chuyện của Nguyệt Thực là do mini Nhi làm. Cô quay qua thấy anh, hai người ngây ngang nhìn nhau. Trong khu rừng lý quản gia đến đốt vàng mã cho ai đó thì cô gái mặc áo cưới đỏ xuất hiện. Vậy cô ướt rồi, cô cảm thấy rất lạnh. Lý quản gia nói là Tô Khởi Bình ép ông giết cô, cô đừng đến tìm ông. Bỗng cô ấy tháo khăn trùm đầu ra, là đại tiểu thư đã nhát ông. Mini lấy súng định bắn Lý Quản gia, cô còn kể ngày đồng chí đó ông đã bắn tổng cộng hai phát súng. Phát súng đầu tiên bắn vào vùng trán giữa hai lông mày của cha cô. Lần thứ hai là bắn vào tim của Bích Vân. Vì hôm đó cha cô nói đi săn kho báu nên cô lén đi theo. Cô đã nhìn thấy cảnh ông bắn cha cô và Bích Vân. Về tới nhà thì Tô Khởi Bình đã trở thành gia chủ. Nếu lúc đó cô nói ra mình đã nhìn thấy thì e rằng mẹ và em gái không thể sống sót đến hôm nay. Mini bắn vào chân ông rồi đuổi đi gặp vi sĩ đình. Hạ kính yêu nghe thấy Trương Mẫu và Tiểu Hỷ bàn chuyện Đại tiểu thư hôm nay lại ngủ sớm, canh an thần còn chưa uống. Phu nhân bao nhiêu năm qua nghĩ rằng nếu không do Đại tiểu thư thì lão gia sẽ không chết. Hai người vẫn không thân thiết được với nhau. Đại tiểu thư là người hiểu chuyện đến đau lòng. Hạ kính yêu vào phòng Mi Nhi phát hiện cánh cửa bí mật. Bên này Vi Sĩ Đình đã bắt giữ Lý Quản gia. Anh nhớ lại khi xưa chị cô sẽ không cưới tên khốn nạn để có tiền lo cho anh học. Có một bác cho chị nhiều tiền bảo giúp ông ấy ra biển tìm kho báu. Đợi chị về sẽ dẫn anh đến Viên Kinh học ngôi trường tốt nhất anh chính là em trai của bích vân lý quản gia biết thì hốt hoảng la hét hạ kính yêu vào phòng bí mật và biết được mini liên kết với vi sĩ đình thực hiện vở kịch lớn anh mở tủ ra lấy chiếc hộp nghĩ trong đây là vòng cổ bán nguyệt không ngờ đây là vòng cổ anh đã tặng cho cô gái năm xưa cứu mạng mình sau này anh thành tướng quân em hãy dùng vòng chiếc vòng cổ này làm tín vật anh sẽ đến tìm cô hạ kính yêu nhận ra mini chính là tiểu cửu mini thấy cha cô trước mặt người giết cha là người anh mà cha kính trọng nhất hình ảnh cha cô và lúc cô còn nhỏ hiện lên cả hai đều muốn nắm lấy tay cha nhưng chỉ là ảo giác mini khóc lóc nhớ lại khoảnh khắc lúc nhỏ bên cha sẽ sớm thôi nhà cô sẽ được về nhà ở viên kinh nhưng sao đường về nhà xa quá trong này hạ kính yêu nhớ lại lời nói của trường mẫu mini lúc nhỏ là một đứa trẻ nghịch ngợm ham chơi bắt cha mình đi tìm kho báu làm quà vì đi nên cha cô mất vì thế mà cô trở thành một người như vậy anh tưởng tượng ra cô đang làm việc mệt mỏi còn phải uống thuốc an thần thời gian qua anh đã để cô đợi chờ Mini tìm đến nơi vi sĩ đình nhốt Lý quản gia, anh sẽ nhốt ông ta suốt đời ở đây. Thấy bộ quần áo tân nương treo trên vách nhà, Lý quản gia liên tục la hét là do Tô Khởi Bình, cô đừng tìm ông. Từ tu đã điều tra vi sĩ đình thay tên đổi họ đến thành Bán Nguyệt. Anh ta là tên phong lưu nổi tiếng ở Viên Kinh tên Thẩm Mặc Trần. Chị anh ta là Bích Vân, năm đó bị giết khi đang trục vớt chiếc vòng cổ Bán Nguyệt cho Tô Khởi An. Chắc chắn Tommy và anh ta có mối quan hệ hợp tác, cũng đã biết về sự tồn tại của kho báu là điều lo lắng của Hạ Kính Nghiêu vi sĩ đình mời mini uống chén rượu cô ngỏ ý kết thúc chuyện hợp tác của hai người đang nói chuyện thì Tommy bị xỉu hạ tướng quân tới nghĩ vi sĩ đình hại cô anh bế cô về nhà kêu bác sĩ tới khám là do cô uống say chứ không phải bị đầu độc như anh nghĩ mini khát nước nên anh đỡ cho cô uống cô còn tưởng tiểu hỷ hôm nay vai cứng hơn cô nắm chặt tay anh anh giải thích quần áo cô là do bà vương thay ngày mai anh sẽ đưa cô về hạ kính yêu mở cửa đi ra thì đè anh xuống ghế lúc trước không phải anh nói chuyện với cô bằng tư thế này sao. Anh hung dữ với cô như vậy chẳng phải muốn biết chiếc vòng cổ bán nguyệt. Cô tiết lộ cho anh biết số tiền bẩn thỉu mà Tô Khởi Bình kiếm được có giá trị hơn chiếc vòng cổ bán nguyệt và những bảo vật khác. Hạ Kính yêu anh hãy hợp tác với tôi nhé để giết Tô Khởi Bình. Anh nhìn cô chiều mến, vậy thì thành giao nhé tiểu cửu. Bên này Vi Sĩ Đình nói anh không giết hai thi thể này, anh chỉ thấy hai thi thể rồi mặc váy cưới đặt trên thuyền là có tội sao. Tất cả chuyện với Hạ Kính yêu đều nằm trong kế hoạch của Mi Nhi, bao gồm cả cuộc trùng phùng của cô và anh. Hôm cô và Hạ Kính Nghiêu bị nhốt chung cũng là kế hoạch của cô và Vi Sĩ Đình đã bàn trước. Cô muốn anh phải lòng mình. Sáng hôm sau, Hạ Kính Nghiêu không cho Tử Tu nói to, để Mi Nhi ngủ thêm một lát. Mi Nhi kêu anh vào rồi lấy dao hỏi vì sao cô lại ở đây. Anh quan tâm cô đến vậy nhưng không thừa nhận với cô. Lẽ nào thân phận cửu nhi vô dụng? Anh muốn cô nói sự thật những người phụ nữ đó có phải Vi Sĩ Đình giết không? Những thi thể đó là do anh ta tìm được ở chỗ tang lễ. Lão Lý cả đêm không thấy quay về. Thường ngày Lão Lý không rời xa ông nữa bước có lẽ đã xảy ra chuyện không hay. Vi Sĩ Đình bị oan mà vẫn muốn còng tay anh một đêm. Thế nên tối qua mọi người hiểu lầm anh sẽ đầu độc đại tiểu thư. Có người thông báo Lý Quản gia đã chạy mất. Lập tức không để ông ta gặp Tô Khởi Bình. Tô Khởi Bình đang đi trên đường thì bị người của hạ tướng quân chặn lại. Phải cấm tất cả người dân trong thành bán nguyệt ra vào. Phía viên kinh có vài chuyện cần ông xử lý. Ông đưa tiền xin hà phó quan châm trước cho. Nhưng anh không nhận mời ông quay về. Người của hạ kính yêu đã tìm được Lý Quản gia. Mini biết tin Lý quản gia chết thì đứng không vững, nhờ có Hạ Kính Nghiêu đỡ. Mini mở cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt cô là Lý quản gia đã chết. Hạ Kính Nghiêu lấy tay che mắt cô lại. Mini đốt căn nhà, cô hy vọng cha và chị Bích Vân trên thiên đường có thể được an ủi. Nếu cô đã dấn thân vào con đường này thì sẽ không dừng lại, vậy thì hãy để anh đi cùng em. Mini hỏi vì sao tối qua anh hết lòng chăm sóc lúc cô say, hôm nay tiếp tục giúp cô bắt Lý quản gia. Anh thấy cô vì trả thù mà chuẩn bị nhiều như vậy chắc rất mệt. Mini muốn anh đính hôn với Lạc Nhi để thuận lợi việc hợp tác của hai người. Người của Hạ tướng quân đem xác lý quản gia tới giao cho Tô Khởi Bình xử lý. Ông ngỏ ý muốn rời thành nhưng chưa đồng ý hôn sự giữa anh với Tô Lạc thì không được đi. Nếu ông không muốn anh cưới Lạc Nhi vậy có thể cưới Tô Mi được không? Tối nay Mini sẽ đưa Vi Sĩ Đình đi. Nếu anh còn ở đây thế nào Tô Khởi Bình cũng biết thân phận anh và đoán được anh là người giết lý quản gia. Rời khỏi nơi này anh hãy sống thật tốt và làm những gì thật sự muốn làm. Hạ Kính Như thấy hai người nói chuyện, anh định đi lại thì Lạc Nhi lại nói cô sẽ gả nhưng anh cũng không có được trái tim cô. Cô thấy chị và Vi Sĩ Đình tâm đầu ý hợp nên không để chị gả thay. Vi Sĩ Đình biết hạ tướng quân yêu cô đậm sâu, anh lại gần Mi Nhi làm hạ kính yêu nóng lòng. Lạc Nhi cản hạ kính yêu không cho anh lại phá hai người họ, tuy rằng cô không bao giờ yêu anh. Nhưng hai người sắp thành hôn nên sau này chắc chắn ở bên nhau. Kể từ ngày hôm nay cô sẽ dành thời gian tiếp xúc với anh. Thuộc hạ của Tô Khởi Bình cảnh báo ông nên rời khỏi thành, nhưng ông muốn chơi lớn, tìm ra kẻ đứng sau thì mới thú vị hạ kính yêu luôn quan tâm mi nhi anh không ngỏ lời để hai người nhận nhau là sợ khiến cô ấy thêm phiền não hiện giờ cô chưa có tình cảm với anh anh vẫn quyết định đính hôn với lạc nhi tô khởi bình cẩn thận số ngân phiếu mà ông kiếm được từ những việc làm bẩn thỉu nhất định được giữ trong két sắt mang theo bên mình anh lấy cớ với tô khởi bình muốn cầu thân là vì chiếc vòng cổ bán nguyệt anh khó hiểu thật sự mi nhi có chút tình cảm gì với mình không hay thật sự thích vi sĩ đình tô khởi bình vẫn cho người tìm ra căn phòng bí mật nơi tiếp theo là thư phòng của mi thái độ của mi nhi lại cứng rắn vài ngày nữa nếu cô không nghe lời thì ông phải hoàn toàn kết thúc mọi chuyện lạc nhi tới thư phòng thấy có người lạ vào cô liền chạy ra thì ông bắt cô lại may mà vi sĩ đình giúp cô lạc nhi định báo với mọi người thì vi sĩ đình đánh cô ngất xỉu trên người mi nhi có quá nhiều thứ thì cô không dám thư giãn dù chỉ một giây một phút trong đầu có những toan tính nhưng không làm được sao cô có đủ can đảm để yêu cô bất ngờ khi sau mình là hạ kính yêu chứ không phải tiểu hỉ. nếu đã muốn hợp tác thì anh đương nhiên bảo vệ cô chu toàn bỗng nhiên chiếc đèn lồng tắt làm anh không ổn anh vội vàng lấy hột quẹt ra thấy mi nhi lo lắng anh hỏi tại sao cô quan tâm anh rồi tiến đến gần cô lạc nhi biết anh không cho cô làm lớn chuyện lúc nãy vì chị cô không có trong phủ cô không ngu ngốc như anh nghĩ đâu anh đối với chị cô có thật lòng không câu trả lời của vi sĩ đình là thật khiến lạc nhi có chút đau lòng bên này tô khởi bình cầm chiếc nỏ ông nhận ra những người anh em ông đều chết là vì chiếc nỏ này vừa nhận được tin tức hạ kính yêu cầu thân vì chiếc vòng cổ bán nguyệt nhưng ông có cảm giác cậu ta nhắm vào mình. Mini cảm thấy có người đang theo dõi mình, anh ta rút dao định lại cô thì ai đó đã cản người đó lại. Thì ra Hạ Kính Yêu là người cản lại, anh ta khai ra là Tô Khởi Bình đã ra lệnh cho anh điều tra kẻ chủ mưu thương xã chân Thị. Có khoảng 10 người vẫn đang trông chừng trên phố. Hạ Kính Yêu vội chạy ra đường thì thấy Mini đang ngắm những chiếc giày trong tủ kính. Anh lại đội chiếc mũ cho cô ngụy trang. Tô Khởi Bình đã tra ra thương xã chân Thị rồi cô đừng đến lục thạch tự nữa. Anh nắm tay cô vào cửa hàng mua đôi giày cao gót mà cô thích. Hạ Kính Yêu vừa vui khi nghe chủ cửa hàng nói hai người rất xứng đôi, Mini trả lời anh là em rể của cô làm anh buồn. Rồi cô không lấy đôi giày cao gót đi ra ngoài. Bên này, Tô Khởi Bình tức giận khi Hạ Kính Yêu không chịu gặp ông. Chủ tiệm đem tới cho Mini đem nhiều đôi giày cho cô, anh không biết cỡ chân của cô nên mua tất cả. Anh mời cô lên xe để đưa về. Trên xe Mini thắc mắc sao anh phải mua hết những đôi giày cho cô, anh trả lời tặng quà cho hợp tác. Thương xã Trương Thị là do cha cô bí mật thành lập để khi ông không còn thì gia đình cô vẫn có cơm ăn áo mặc. Khi tới thành bán nguyệt, cô chỉ một lòng nghĩ về cách trả thù cho đến khi tiếp quản công việc quản lý mới dần có ý tưởng. Thấy Mi gặp ác mộng, anh kêu cô ra ngoài ngắm gió cho thư giãn. Lúc nhỏ cha anh rất nghiêm khắc, mỏi khi tập luyện mệt mỏi anh đều lẻn ra nơi hoang dã một mình lắng nghe tiếng gió. Nên cô hãy thử và dùng trái tim để cảm nhận. Hai người cùng nhau cảm nhận khoảnh khắc thư giãn ngoài thiên nhiên tuyệt đẹp này. Mi đã cảm thấy thoải mái hơn, thật không ngờ tướng quân có lúc dịu dàng như này. Vừa về tới phủ thì Tô Khởi Bình đã trách tướng quân không cho mọi người trong thành đi, mà lại đưa mini đi là anh mời tô tiểu thư đi cùng khiến tô khởi bình không vui mini lấy lý do hạ tướng quân bèn lệnh cho cô cùng đi mua cho lạc nhi quả đính hôn rồi cô mở cửa xe cho ông thấy những món đồ cô muốn cho em gái một bất ngờ nhưng không ngờ bác cả lại lo lắng như vậy hạ kính yêu có chút buồn vì lời nói của mini tô khởi bình muốn quyết định hôn sự giữa tướng quân và lạc nhi hạ kính yêu nhìn thấy kết sắt trong phòng tô khởi bình ông nói với hạ kính yêu có người đang cố ý nhắm vào tô thị của ông trước khi tướng quân đến thành bán nguyệt thật ra là tìm vòng cổ hình bán nguyệt đúng không ông kể lúc em trai ông cũng vì chiếc vòng cổ đó mà chết trong vụ đám tàu ông ngỏ ý muốn hợp tác với hạ kính nghiêu thì anh còn chần chừ lạc nhi kể lại với chị tối qua có một người đàn ông đeo mặt nạ xông vào thư phòng cô định hét to cho mọi người biết thì vi sĩ đình ngăn cản tô phu nhân đi lại đánh mi nhi lạc nhi không ngờ mẹ lại đánh chị như vậy tô phu nhân tức giận vì lúc trước mi nhi nói sẽ không để em gái gà xa bây giờ lại nhận quả đính hôn mini khó xử vô cùng Cô đi ra ngoài ngồi hóng gió để khuây khỏa. Hạ Kính yêu cũng ra ngồi với cô. Cô nghĩ anh muốn xem cô giở trò gì, lúc nào cô lộ sơ hở hay muốn xem cô thành trò cười. Anh kéo cô lại, thấy mặt Mi Nhi có vết đỏ do phu nhân đánh anh liền an ủi cô. Hồi nhỏ mẹ cô đã nói với anh lúc buồn hãy hướng về phía vì sao mà ước nguyện. Hàng ngàn vì sao trên trời sẽ có một vì sao nghe được ước nguyện của chúng ta. Anh khoác áo cho Mi Nhi, cái chết của cha cô không phải lỗi của cô nên cô đừng trách bản thân mình bất kể ngày hôm đó cha cô có ra biển tìm kho báu thì tô khởi bình vẫn ra tay cô hãy khóc đi anh sẽ không nhìn đâu tô phu nhân trách bản thân mình quá yếu ớt trước di ảnh tô khởi an không bảo vệ cho hai người con gái nếu có ông ở đây thì tốt biết mấy lạc nhi an ủi mẹ không phải lỗi của chị là do cô tự nguyện gả nhưng phu nhân chỉ muốn con gái mình lấy người bình thường có cuộc sống ấm no hạnh phúc đợi cô gả đến viên kinh sẽ đón mẹ và chị đến hạ kính yêu nhờ người đưa thuốc giảm đau và đôi giày cho mi nhi anh còn nhắn nhủ sau này đồ anh ấy tặng cô không được phép tùy tiện cho người khác hạ kính yêu đang tập bắn súng anh kể cho tử tu nghe mini kể cho anh rất nhiều chuyện trong quá khứ có lẽ đã có chút hảo cảm với anh tử tu không nghĩ vậy nếu mini thích anh thì sẽ không để anh cưới lạc nhi hạ kính yêu giải thích mình không thật sự cưới lạc nhi chỉ đạt được thỏa thuận với tô khởi bình thì ông ta nới lòng cảnh giác với anh trong buổi tiệc đính hôn mọi người cạn ly chúc mừng mini bước đến xinh đẹp và sang trọng làm hạ kính yêu không rời mắt vi sĩ đình nắm tay cô đi khiêu vũ hạ kính yêu không vui anh đưa tay mời lạc nhi khiêu vũ nhưng ánh mắt luôn nhìn mi nhi với vi sĩ đình lạc nhi thắc mắc sao anh lại nhìn chị mình không lẽ thích chị cô cú xoay đã hoán đổi vị trí cho nhau hạ kính yêu khen mi nhi hôm nay thật xinh đẹp hạ kính yêu báo với mi nhi đã lấy được chìa khóa của tô khởi bình ông ta không hề hay biết lạc nhi phát hiện hai người họ có tình cảm thì rời đi lạc nhi thắc mắc tại sao anh ta thích chị cô mà lại muốn kết hôn với cô trong này mi nhi và hạ kính yêu cố mở kết sắt nhưng không được nghe tiếng tô khởi bình vào hai người liền núp phía sau ông nhắc lão lý chết rồi thì tốt sẽ không còn thấy cha mini chết như thế nào thấy mini đang cố kìm nén hạ kính yêu nắm tay bấm nguyệt cho cô đừng sợ tô khởi bình nghe tiếng động liền tiến lại may mắn lạc nhi gõ cửa kêu ông ra ngoài bàn chuyện đính hôn hai người thở phào nhẹ nhõm mini cảm thấy hận tô khởi bình vô cùng thù giết cha cô sẽ tự trả vi sĩ đình tìm mini thổ lộ tình cảm của mình với cô nhưng cô chỉ hy vọng hai người làm bạn bè vi sĩ đình buồn bã anh không muốn làm bạn với cô nhớ lại lần đầu anh gặp mini thì anh đã có thiện cảm tốt bỗng có người từ sau chùm thúc mê bắt anh có người báo ông đã rời khỏi phủ từ sớm bây giờ vẫn chưa quay lại tô phu nhân không cần ông ta bà sẽ tự hỏi bà cụ ngày đẹp cho hôn lễ hai chị em mini và hạ kính yêu tới cây duyên nguyệt nổi tiếng trong thành chỉ cần thành tâm cầu nguyện ở đây thì có thể cùng người mình yêu sống răng long bạc đầu nhưng hạ kính yêu và tử tu nghe liền không tin chuyện này mini thầm chúc cho em gái sống vui vẻ trọn đời lạc nhi cũng mong chị có thể gả cho người đàn ông tốt nhất trên đời nếu buộc cùng một nút thì hai người có tình cảm với nhau có thể mãi mãi bên nhau suốt cuộc đời hạ kính yêu nhìn mi nhi đám đuối đợi khi mi nhi rời đi anh liền viết một ước nguyện buộc cùng với ước nguyện của mi nhi lạc nhi thấy hạ kính yêu buộc cùng chị mình lẽ nào anh ta muốn lấy cô và cả chị cô lạc nhi lại nói anh là lưu manh khiến anh và tử tu ngỡ ngàng người bắt cóc vi sĩ đình chính là tô khởi bình ông đã nhận ra anh là em trai của bích vân cô nói với em gái không cần coi chuyện hôn ước là thật qua mấy ngày nữa hạ tướng quân sẽ tìm một lý do hủy hôn với em lúc đó cô sẽ đưa em đi du học có người tìm thấy trên sân vườn có dây chuyền ngọc bội lạc nhi liền nhận ra cửa vi sĩ đình mini cũng nhận ra có chuyện vội vàng kêu em gái đem ngọc bội tìm hạ kính yêu cô sẽ tìm vi sĩ đình mini tới được nơi bắt vi sĩ đình anh không muốn cô gặp nguy hiểm nên kêu cô hãy chạy trong lúc cô đang gặp nguy thì hạ kính yêu đã tới kịp lúc hạ kính yêu không muốn cô tự đi một mình sẽ rất nguy hiểm anh choàng áo của mình cho cô rồi bế cô lên, nhắc nhở Mi Nhi đừng để bản thân bị thương anh sẽ rất lo cho cô. Mi Nhi đến hỏi han vết thương của Vi Sĩ Đình. Cô lấy chén thuốc định đúc cho anh thì Hạ Kính Nghiêu ngăn cản. Anh đặt mạnh chén thuốc lên bàn, tại sao anh lại muốn Mi Nhi rơi vào tình thế nguy hiểm? Vi Sĩ Đình nhớ lại ngày trước anh đã biết trước sai người đập vỡ dây chuyền ngọc bội đưa cho Mi Nhi. Hạ Kính Nghiêu cảnh cáo nếu anh còn làm vậy sẽ lấy mạng anh. Hai người đều không muốn Mi Nhi lấy người khác. Mi Nhi định vào tha thuốc cho Vi Sĩ Đình thì Hạ Kính Nghiêu giao chuyện này cho Từ Tu, anh không đồng ý cũng phải làm. Mặc dù Vi Sĩ Đình không nhắc tới Mi Nhi trước mặt Tô Khởi Bình nhưng anh nghĩ ông ta đã đoán ra cô. Anh dặn cô sau này không đi một mình, còn đưa cô cây súng phòng thân, dạy cô cách bắn. Anh hứa sẽ dùng hết sức bảo vệ cô. Tô Khởi Bình tức giận khi biết Vi Sĩ Đình được cứu. Người của ông cũng đã bị đưa đi. Ông nghĩ Hạ Kính Nghiêu chỉ muốn tìm chiếc vòng cổ, không có lý do gì để dây vào việc này. Có thể là người nhà viên kinh dùng cái chết Tô Khởi An để uy hiếp ông. Lạc Nhi xong vào tìm người thì bị tử tu chặn lại hai người rằng co với nhau bỗng hạ kính yêu tới cho cô vào. Anh biết Lạc Nhi thích Vi Sĩ Đình, nếu hai người đó thích nhau thì anh sẽ bớt tình địch. Về nhà Tiểu Hỷ quan tâm đến Mi Nhi từng chút, cô cho rằng nếu muốn nam tử động lòng thì phải khiến anh ta đau lòng. Ý cô muốn nói là Hạ Kính yêu nhất định sẽ cứu cô. Hạ Kính yêu tới gặp Tô Khởi Bình. Anh sẽ điều tra giúp ông xem mấy ngày nay những người vào ra trong thành. Ông cũng đã thương lượng với mẫu thân của Lạc Nhi. Quyết định đại hôn vào ngày 8 tháng sau. Nhắc tới chuyện đó Hạ Kính yêu liền lấy lý do có việc rời đi. Tô Tuyết kể cha nghe chuyện cô đã nhìn thấy Tommy và Vi Sĩ Đình đi cùng nhau. Ông nghi ngờ hai người là đồng bọn với nhau. Tuyết Nhi vừa nghĩ ra mưu kế giúp cha lấy được thứ mong muốn. Lạc Nhi chăm sóc chu đáo cho Vi Sĩ Đình. Anh hỏi Mi Nhi thì Lạc Nhi nói chị cô không thích anh, nếu cô thích anh thì sao? Nhưng con người anh như thế nào Lạc Nhi còn chưa hiểu sao lại thích anh được. mini Nhi và phu nhân đang đi trên đường thì có người đưa cô tờ giấy, chân thị gặp nguy, vẫn giờ rộng ở chỗ cũ. Thì ra người của Tô Khởi Bình đã dụ Mi Nhi đến nếu cô đưa chiếc vòng cổ thì sẽ được tha mạng mi định bỏ trốn thì bị chặn lại bỗng có tiếng súng phía sau lần này hạ kính yêu đã tới kịp lúc hạ kính yêu đã bị bắn vào vai họ dồn hai người vào đường cùng hạ kính yêu và mi đã cùng nhau nhảy xuống vực lúc này tử tu và binh lính nhìn thấy vô cùng bất ngờ ra lệnh cho mọi người bắt hết toàn bộ kể cả sống hay chết tô tuyết tới báo tin cho cha cô theo dõi mi xác định cô ta thường xuyên bí mật đến lục thạch tự liên đoán được cô ta và chân thị có liên quan chắc chắn Tommy đã xúi dục thương xã chân thị cướp đơn hàng của ông. Xem ra giành quyền quản lý chân thị của ông không dễ gì. Hạ Kính Nghiêu bị thương rất nặng, Mi đang cố giúp anh lấy viên đạn ra. Nơi họ đang ở là hang động phía sau thư phòng của Mi Hang động trong thư phòng có lối đi bí mật, có thể dẫn ra biển trong trường hợp khẩn cấp. Hạ Kính Nghiêu cố chịu đựng để Mi lấy viên đạn, cuối cùng đã lấy ra được. Lạc Nhi về phủ hỏi chị mình thì phu nhân cũng không biết. Nhớ lại Vi Sĩ Đình từng nói với cô sẽ có người tiếp theo bị Tô Khởi Bình giết. Cô thấy lo lắng cho chị, Bên này Mini băng bó vết thương cho Hạ Kính yêu. Anh đã sớm nhận ra My Nhi là tiểu cửu, biết chuyện hai người cùng bị mất kẹt trong ngôi nhà cũ của Bích Vân là do cô sắp xếp và chuyện cô giả uống say. Anh cam tâm tình nguyện để cô lợi dụng dù phải chết cũng được vì anh yêu cô. Anh khuyên cô nên đi thay quần áo không sẽ cảm lạnh. Bên này cha con Tô Khởi Bình đang đợi tin tức của A Vũ. Mini yếu ớt nhất định đã bị A Vũ xử lý nhưng cha con ông không ngờ rằng người bị xử lý chính là A Vũ. Lạc Nhi cầm con dao lại gõ cửa phòng Tô Khởi Bình, thấy có Tô Tuyết nên cô không ra tay báo cho anh chị tôi vẫn chưa về tô khởi bình kêu con gái cho người tìm mini hạ kính yêu và mini đang sưởi ấm anh nói mình nhận ra cô trong ngôi nhà cũ của bích vân anh sợ cô đã quên mất anh nên không nói sớm nhưng cô làm sao có thể quên chỉ sợ tô khởi bình đã biết hết bí mật của cô như vậy thì càng khó lấy được ngân phiếu có người câu cá thông báo anh đã thấy mini cùng một người đàn ông từ vách đá rơi xuống biển cả nhà đang tuyệt vọng chỉ có tô khởi bình là vui trong lòng hạ kính yêu bên cạnh mini giúp cô có giấc ngủ yên bình phu nhân luôn cầu nguyện cho mi nhi bình an bà hối hận khi nhiều năm qua đã hà khắc với con gái mọi người đều cần mi nhi thành bán nguyệt cũng rất cần cô phu nhân chạm tay vào quyển sách thì kệ sách liền mở ra lạc nhi đến phủ tướng quân khóc lóc tìm kiếm chị tử tu cũng bất lực tử tu chị cô đang ở sau lưng cô mà lạc nhi mừng rỡ chạy lại ôm chị a vũ và đồng bọn của anh đang bị bắt suốt nhiều năm qua họ giúp tô khởi bình kiếm tiền và giết người Hai cha con Tô Khởi Bình đang mừng khi nghe tin Mi Nhi bị mất tích, ông kêu con gái đi viết thư cho người trong tộc nói rằng Tommy vô tình rơi xuống nước mà chết. Bỗng nhiên A Vũ trở về, anh kể lại khi đêm qua anh và Tommy đang tranh giành chiếc vòng cổ bán nguyệt, vô tình cùng cô ta rơi xuống nước, anh lấy ra chiếc vòng cổ bán nguyệt cùng bản đồ đưa cho Tô Khởi Bình. Ông quyết định xuất phát liền đi tìm kho báu về, A Vũ đưa ông tới hang động của Tommy rồi bỏ ông lại, anh ra ngoài thông báo cho Mi Nhi ông ta đang ở trong. Tô Khởi Bình ngạc nhiên khi thấy Mi chưa chết. A à Vũ từ trước tới giờ luôn coi Tô Khởi Bình là ân nhân cứu mạng, luôn trung thành và làm theo lời ông nhưng không ngờ rằng ông ta chính là hung thủ giết hại cha mẹ A à Vũ. Nhờ hai người đã nói cho anh biết sự thật, bây giờ anh sẽ nghe theo lời của hai người. Tô Khởi Bình nhận ra Hạ Tướng quân đã cấu kết với Mi Nhi từ lâu để lấy kho báu thậm chí còn trêu chọc ông. "Nhưng ông hãy nhìn kỹ chỗ này làm gì có kho báu, năm đó cha cô vẫn chưa tìm thấy chiếc vòng cổ bán nguyệt đã bị ông giết chết. Giờ ông mới biết khi ông vào thành là một cái bẫy." Tô Khởi Bình tức giận tính lại đánh Mi Nhi nhưng đã có hạ kính yêu bảo vệ cô con người ông không có lương tâm giết em trai cướp gia sản coi thường mạng sống con người mini cầm số tiền dơ bẩn của ông tô khởi bình không ngờ tới cô đã tìm thấy hôm đó lạc nhi đi tìm ông phát hiện chiếc đèn trùm bị ai đó động tay vào quả nhiên tìm thấy số tiền mà ông giấu trong chiếc đèn trùm tất cả những người ông cử ám sát mini đều đã bị bắt nhân chứng vật chứng đều có tô khởi bình luôn nghĩ cha cô thích tranh giành mọi thứ với ông mini đưa cho ông lá thư của cha cô em trai ông luôn coi ông là người phù hợp nhất cho vị trí đứng đầu gia tộc. Sau Tết Trung Thu, sẽ đưa vợ và con gái đến định cư ở thành Bán Nguyệt. Nếu ông thấy buồn thì hai anh em có thể đi chơi như hồi xưa. Ông nhạc con châu chấu che dưới đất lên, nhớ lại lúc nhỏ ông muốn con châu chấu che em trai đã học cách thắt cho ông. Tô Khởi Bình hối hận khi đã giết em mình, nên đã tự kết liễu đời mình. Tô Phu Nhân mừng rỡ khi thấy con gái về, cô đã trả được mối thù cho cha. Hạ Kính yêu lấy chiếc vòng cổ ra, anh đã hứa với cô lấy chiếc vòng cổ này làm tính vật đợi anh trở thành đại tướng quân nhất định sẽ quay lại tìm cô thế cũng đã rơi anh tỏ tình mi nhi muốn cưới cô mi nhi muốn hôn lễ được tổ chức bình thường cô muốn anh làm thế nào thì anh làm thế nấy hai người ôm nhau lãng mạn dưới tuyết rơi lạc nhi đến thông báo cho tô tuyết cha cô đã sợ tội nên đã ra đi tô tuyết nói người trong tập sẽ bảo vệ cho bọn cô cô nói những điều không tốt về chị em lạc nhi lạc nhi tát vào mặt cô định đánh lại từ tu chặn lại cho người bắt cô ta từ tu cảm thấy nhức óc bởi những người con gái lạc nhi liền mắng anh lo chuyện bao đồng mini đến mộ cha thông báo cô sắp lấy hạ kính yêu anh hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt không để cô chịu bất cứ thiệt thòi nào vi sĩ đình buồn bã uống rượu trong phòng anh nói chị cô không yêu hạ kính yêu chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cái danh phu nhân của tướng quân lấy lại tài sản đúng là của cô lạc nhi có cách để chị không lấy hạ kính yêu cô muốn chị phải sống cho chính mình bên này hạ kính yêu vui trong lòng khi sắp cưới mini từ tu lại hỏi nếu anh cưới tô đại tiểu thư thì chẳng phải nhị tiểu thư bị anh hủy hôn anh sợ nhị tiểu thư bị tổn hại danh tiếng sau này khó có thể gả cho gia đình tốt lạc nhi không muốn chị lấy hạ kính nghiêu để bảo vệ gia đình cô không cần giàu sang phú quý chỉ muốn ba mẹ con sống với nhau nhưng bây giờ lực lượng của tất cả các bên đang gây chiến với nhau gia đình cô không nên ở thành bán nguyệt hạ gia có thế lực sẽ chống lưng cho cô như vậy sẽ dễ lấy lại tài sản của gia đình hạ kính yêu đã nghe được hai chị em cô nói thất vọng bỏ đi là do lạc nhi kêu anh đến vì cô lo lắng cho chị phải hy sinh để giúp mọi người ở thành bán nguyệt tử tu thấy tức tối dùng hạ tướng quân anh không tức giận khi biết mi nhi chỉ muốn lợi dụng anh anh luôn tin tưởng vì cô là vợ tương lai của anh trên thế giới có nhiều người như vậy mà cô ấy chỉ tính kế với anh là bởi vì cô ấy chỉ tin tưởng anh tử tu không còn lời nào để nói vi sĩ đình muốn mi nhi đi cùng anh nhưng bị cô từ chối trên thế giới này nếu muốn nắm giữ mọi thứ trong tay thì phải dùng tất cả những người sẵn có để làm bất cứ điều gì có thể như cô đã nói rồi anh lấy chiếc khăn trục thúc mê cô thấy Tommy không đến, Hạ kính yêu liền chạy tới hỏi Tiểu Hỷ, thì biết tin buổi chiều cô đã đi tìm anh, Hạ kính yêu liền chạy đi kiếm cô. Anh và Tử Tu chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy. Nhưng có một anh em nói rằng nhìn thấy Vi Sĩ Đình lái xe ra khỏi thành. Anh ra lệnh cho phong tỏa ở tất cả các trạm gác. Vi Sĩ Đình chạy vào rừng thì có trạm gác của Hạ tướng quân chặn lại. Những người này đã kiểm tra nhưng chẳng thấy gì nên nói cho anh đi. Anh vừa vào xe ngồi thì Hạ kính yêu bắt anh ra ngoài. Tử Tu mở cướp xe ra thấy Mi Nhi nằm trong cô lắc đầu không cho anh đụng tới vì trong người cô đang có bom vi sĩ đình ra lệnh mọi người bỏ súng xuống nếu không anh sẽ bấm nút từng người một liền bỏ súng xuống theo yêu cầu của anh hạ kính yêu muốn làm thế nào thì anh mới tha cho mini nếu không phải vì hạ kính yêu thì mini sẽ yêu anh anh bắt cô phải đi qua nếu không anh sẽ bắn anh ta anh định bắn mini xem lần này hạ kính yêu có đỡ đạn cho cô không tử tu nhanh tay lấy súng bắn anh ta mini biết anh chưa từng nghĩ đến việc giết cô và hạ kính yêu nên mấy phát súng vừa rồi đều là những phát súng rỗng và những quả bom giả đều là để dọa người anh chỉ muốn cô hiểu rõ trái tim của cô thôi lạc nhi đến muốn chăm sóc cho anh hôm đó anh bắn hạ kính yêu là muốn thử lòng chị cô có thật lòng với anh ấy không hạ kính yêu luôn muốn sẵn sàng giúp đỡ mi nhi tranh đấu với người trong tộc chăm sóc gia đình nhưng cô không cần vì những chuyện này mà lấy anh bất kể nếu có kết hôn thì anh đều giúp cô đạt được ngày mai anh sẽ tuyên bố với mọi người là hạ gia đã hủy hôn nếu sau này có hối hận thì anh sẽ không để cô ra đi nữa trong thành mọi người khắp nơi đi tìm nhị tiểu thư có rất nhiều tân nương liên tiếp mất mạng, mọi người nghi ngờ nhị tiểu thư bị những tân nương đã chết bắt đi. tướng quân sáng mai sẽ đến đón dâu, nếu không thấy nhị tiểu thư cả thành phố này đừng hòng sống nữa. anh thấy ngạc nhiên khi em gái mất tích mà chị gái khá bình tĩnh. thật ra người anh muốn lấy cô chị chứ không phải cô em. nói rồi anh không nhịn được mà cười. người trong tộc đang nghe vì thế anh hãy diễn cho tốt. anh không quan tâm tô lạc đã bỏ trốn theo ý trung nhân hay đào hôn nhưng phải cho anh một lời giải thích anh muốn hàng ngàn thiệp mời hôn lễ đã được gửi đi mọi người đều biết hạ gia sẽ kết hôn với tiểu thư tô gia không thể bỏ qua cho người này nên không quan tâm là nhị tiểu thư hay tô đại tiểu thư thì phải có một người kết hôn với anh những người ở ngoài đều đã nghe thấy rồi chạy đi hai người ôm nhau vui mừng hạ kính nghiêu cho rằng nếu nhị tiểu thư đã đào hôn thì đại tiểu thư tô gia sẽ thay gả vào hạ gia vi sĩ đình rời khỏi thành lạc nhi đến thông báo cho anh những người trong thành đều cho rằng cô bỏ trốn theo anh cô đến là muốn hỏi anh có bằng lòng cùng cô đi ra nước ngoài du học hoặc cô sẽ đi cùng anh trong lòng cô anh vẫn là người tốt như lần này anh đã quyết định rời đi đến một nơi phù hợp với anh tử tu thấy lạc nhi đau lòng anh liền lại an ủi nếu mọi người chê cô từng hủy hôn thì anh sẽ bằng lòng cưới cô chính cô bảo chị cô nói với mọi người cô đã bỏ trốn sẽ giúp chị ấy tránh được không ít phiền phức tử tu cầm hộp qua tặng cô sau này ra nước ngoài chắc chắn dùng đến hạ kính yêu vẫn còn giữ đồ mi nhi tặng anh nhờ có cô mà anh đã thấy ánh sáng mọi người đang nghe lén ở ngoài làm hai người ngại anh định đến thư phòng ngủ nhưng Mi Nhi cản lại. Nếu cô đã gả cho anh thì là một đôi phu thê bình thường. Một năm sau, có người kể sau khi mấy tân nương liên tiếp qua đời, nhị tiểu thư đã biến mất trong bộ váy cưới. Lạc Nhi xuất hiện mắng anh, cô vừa về nước với tử tu. Hai người liền đến thăm chị và hạ tướng quân. Mi Nhi đang mang thai, Lạc Nhi chụp cho chị và anh một tấm ảnh hạnh phúc bên nhau.